Hai cái nhà, chào cả nhà đến kênh YouTube của Chiến Vlog. Hôm nay mình sẽ ăn mì cho cả nhà. Ăn mì với lạp xưởng. Mì tương đen. Ăn mì với lạp xưởng nha cả nhà. Hôm nay mình đổi món cả nhà. Mình ăn với đũa đi. Chấm với tương ớt. Tương ớt thì không xa lạ gì. Mì nè. Giờ mời cả nhà ăn với mình nha, ăn mì nha cả nhà. Quá đã. Ngon. Mình có 10 cây lạp xưởng. Rất sợ đó, lâu lâu mình ngon. Lăng. Mì này nó giòn quá. Ăn dính cái mỏ kìa luôn. Ngon quá. Gần không à. Quá khá được. Hello.